em mắc giờ trong Xà Lan là còn được 200 ngàn thì nổi lên ngay Xà Lan rồi quý vị ơi. Đây là anh Trúng, ảnh là đón là 12 ngày nổi, nay ngày thứ 12 đã nổi lên tại Xà Lan rồi quý vị. Đấy bà con thấy không? À, trong cái vấn đề mà chị Hà nói lên đó, trong vấn đề chị Hà nói lên thì nó cũng đưa dân chúng vào để tôn thờ dân chúng. Đấy nói anh dân chúng nói 12 ngày nổi, bây giờ chị Hà nói lên gần Xà Lan. Đấy, tôi hỏi quý bà con, đây có phải là một trong những cái mà cái đang cái thần tượng cá nhân ha? Đang thần tượng cá nhân cũng đẩy cái sự việc gọi là về tâm linh. Mà cái vấn đề ở đây là người ta dùng móc sách, người ta kéo lên chứ không phải là tự nổi lên nó khác. Còn người ta dùng móc sách, người ta kéo lên là nó khác. À, tôi hỏi quý con, nguyên cả trong băng nhóm này, trong băng nhóm này nó đang tôn thờ cái hình tượng cá nhân, tôn thờ hình tượng về tâm linh, tôn thờ bà thủy bà cậu, chứ nó không có phân biệt được cái nguyên nhân sâu xa của cái vấn đề là vì sao chị Hà mà không chịu nổi lên một cách tự nhiên, mà phải dùng một cách. Nếu như mà thời điểm này đó, tôi nói với bà con đó, nếu thời điểm này đó, nếu mà có YouTube mà đứng bên đấy hỏi Tuấn một câu thôi, ủa tại sao mà bây giờ anh lại kéo Xà Lan đi vội vàng như vậy, vợ anh vừa mới nổi lên thôi, anh lo cho vợ anh cái mồ yên mã đẹp đi, rồi bây giờ cái như là để cơ quan chức năng người ta ra, người ta làm, người ta lập biên bản, người ta cái như là dùng thợ lặn xuống đó để kiểm tra kiểm soát cái vướng cái gì đó hay không, rồi anh kéo đi thì người ta cũng không có một câu từ nào mà trách anh được, có nghĩa là ngoài cái động tác pháp lý là anh cũng đã làm xong. Nhưng tất cả chúng ta thấy điều là không, mà nó tôn thờ cái vấn đề tôn thờ bà tí bà cậu, tôn thờ cá nhân của Tuấn Xà Lan và của là cái thành dân chúng. Đấy, nó bảo rằng trời ơi, anh Tuấn anh cũng vất vả lắm, anh tìm chị Hà nay là mười mấy ngày rồi anh vất vả lắm, mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề cái sự vất vả của Tuấn trước và sau khi chị Hà lên là thấy nhau, cái biểu hiện khác nhau hoàn toàn. Một người chồng trông chờ vợ lên 12 ngày mà lúc mà vợ lên là anh cảm thấy là cái mơ hồ, anh cảm thấy là một trong những cái mà hỏi nó làm sao mà dọt lên được đầu, làm sao mà phụt lên được đầu, rồi thế nhưng là nó nói lên ngay chỗ đó, nói lên ngay chỗ kiểm soát tất cả những câu từ đó. Thì tôi hỏi quý vị, những câu từ này Tuấn là người phát ngôn, mà bây giờ mình không hỏi Tuấn thì thật sự chẳng còn biết hỏi ai. Hỏi Tuấn thì có một số bà con á, thì bảo rằng thôi bây giờ cái sự việc nó cũng đã kết thúc rồi, tôi nói sự việc chưa kết thúc, chưa có cái kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng thì sự việc này chưa kết thúc quý vị. Đấy, làm gì có chuyện kết thúc. Chẳng qua bây giờ nó thật sự bà con nghe nhiều nó cũng nản. Đấy, và anh em phân tích nhiều đó thì cũng chẳng có gì mới mẻ nữa mà để lên phân tích mãi, phân tích hoài. Nhưng mà nếu mà sự việc đây mà anh em không lên thì đồng nghĩa rằng chúng ta cái như là chấp nhận như là cái kết quả hiện đang có. Đấy, và chúng ta chỉ biết chờ đợi đó. Chỉ biết chờ đợi là một trong những cái gọi là cái quá trình điều tra, quá trình xác minh lại một số chi tiết vấn đề. Đấy, rồi lúc đó mới là có một kết luận cuối cùng. Nó xin kêu là nói bữa nay là có nghĩa người nhà anh điện cho anh, rồi anh điện cho anh nhân anh đồ rồi đó, anh điện cho anh nhân đồ đó mà nghe cái giọng điệu cũng là khấm đấm lắm quý vị. Anh nhân ơi, anh nhân nghe cái xác vợ em nói lên rồi đó, anh rất khấm đấm, gọi là cái như là của cái nhân vật tên nhân này. Tôi hỏi quý vị bây giờ nó thực sự ra thì
cái vấn đề mà anh điện cho ai tôi không cần biết, để mà ít ra thì anh cũng phải giữ lại cái nguyên vẹn được, đúng không? Anh giữ nguyên vẹn hiện trường thì ra đó rồi nó thật sự ra thì chín người mười, có người họ góp ý này, có người họ góp ý kia, mà nhất là cái vấn đề ở đây là cái gia đình của chị Hà. Đấy, gia đình của chị Hà thì thời điểm đó tôi nghĩ là chắc cũng là vấn đề mà khi phát hiện chị Hà lên đó thì người ta cũng là quên đi cái vấn đề là cái quên đi. Chứ nếu mà gia đình chị Hà thời điểm đó chỉ cần có một người mà họ thấy như là nghĩ về cái vấn đề hiện trường này thì chắc anh rằng anh cũng kéo xà lan đi thôi. Chỉ cần là tôi nói bây giờ đó, nếu mà thời điểm đó, đó gia đình của chị Hà chỉ cần một người khiếu nại, đấy, yêu cầu anh Tuấn là giữ im xà lan lại đó và mời cơ quan chức năng vào ngay, thì dễ gì mà Tuấn kéo xà lan được. Và từ thời điểm đó tôi nghĩ là nếu như mà gia đình muốn cần biết cái gì hoặc là đang nghi vấn cái chi thì cái khả năng nó lại cao hơn, đấy, khả năng là cao hơn bây giờ. Mà bây giờ bà con biết rồi, một cái hiện trường là tại sông nước mà đây là cách nhau mấy tháng, đây là mấy tháng trời rồi, thì cái sự việc mà cái như là dễ gì mà cái như là mình nghi ngờ thì cái như là tìm ra nó cũng hơi khó, tìm ra nó cũng hơi khó, trừ khi là một số người trong cuộc là người ta biết cái gì người ta phải lên tiếng thôi. Thì đó là một trong những cái gọi là cái như là bây giờ gọi là lấy lại những cái gì gọi là cái lập trách ẩn cuối cùng của họ, mà bay ra họ lên tiếng điều này thì mình cứ rõ. Chứ còn bây giờ tất cả bây giờ đó mình chỉ đặt ra dấu hỏi mà mong cầu Tuấn trả lời, dễ gì Tuấn trả lời, đúng không? Tuấn chắc anh nó không trả lời vấn đề này đấy, hỏi mãi hỏi hoài nó vẫn vậy thôi à, nó không bao giờ trả lời đâu. Chịu bạn nên mới có chuyện lớn tiếng qua lại chứ không có gì chứ. Dạ thì cái lúc đó đó là như thế nào ạ? Em anh có thể được thực hiện cho em xe người ta bây giờ chồng cứ ổn rồi có dụng chịu mà. Dạ em đi xà lan á, kêu vợ anh thương chịu trả nợ ta 800, còn 200 mà vợ anh càng nhận chưa đưa. Dạ đó bà con ha, đưa vợ triệu à, xin vợ triệu vợ đưa 800 còn 200 vợ lằng nhằng không đưa. Một người như Tuấn mà chẳng lẽ bây giờ nó thật sự nó tiêu có 200 ngàn nào quý vị? Bà Năm bà từng khuyến khích chị Hà đưa Tuấn cả tiền tỷ đó, mà bây giờ chẳng là có 200 ngàn mà để hai vợ chồng phải xung đột, đúng không? Chị Hà cũng từng trả nợ Tuấn số tiền lớn đâu phải 200 ngàn, có nghĩa xin 1 triệu trả nợ 800 còn 200 cả như là vợ nó không đưa. Cái vấn đề đó thì mình nói thật sự nó vô lý chay. À, chạy từng chuyến hàng là cả mấy chục triệu mà đến bây giờ cả 200 ngàn là cái như là hai vợ chồng phải xích mích xung đột với nhau, thì điều đây mình nghĩ là trừ khi cái vấn đề đó, trừ khi cái vấn đề là cái như là từ trước giờ chị Hà là cái như chị giữ vo vo từng đồng xu các bạc ấy, thì mặt may ra hai vợ chồng cãi nhau vì 200 ngàn được. Thế còn chị cũng đã từng dùng mấy chục triệu để đi chuộc lại giấy tờ xà lan, mà tôi nói có người phụ nữ nào như chị Hà hay không? Anh cầm cái giấy tờ xà lan để anh đi chơi với vợ bé, mà chị Hà vẫn là vì cái cuộc sống kinh tế gia đình vẫn là cái bóp bụng để lấy 20 triệu 600 ngàn à, để đi chuộc giấy tờ xà lan về à, mà bây giờ vì cả 200 ngàn đó à, vì cả 200 ngàn nữa mà cái như là hai vợ chồng kinh lộn thì nó khó hiểu. Anh cầm xà lan anh đi chơi với vợ bé anh cho đã, bắt con vợ lớn là phải kể như là bỏ tiền ra để chuộc. Thì tôi nói với bà con, tâm lý một người phụ nữ mà gặp cái cảnh đi cũng là cái như cũng 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 cũng, cũng bức xúc chứ, đúng không? Nhưng mà chị Hà vì cái cuộc sống gia đình à, vì con vì chồng chị cũng đã cái như là cắn răng buộc bụng rồi à, cũng là dùng tiền của mình để mà đi 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 chuộc lại, thì 200 ngàn nó không là cái gì cả đấy. Bức xúc ở đây nếu mà chị Hà chị bức xúc, chị Hà chị kể như là chị làm trịch làm tượng đó, là ngay cái thời điểm mà cái như là chị bỏ ra 20 triệu 600 đấy, vì tiền đấy anh không phải là anh cầm cái giấy tờ xà lan này để mà anh đi làm ăn hay đi nhậu nhẹt bạn bè, mà anh cầm giấy tờ xà lan này để anh đi xuống và anh đầu tư vào gọi là cái quán cơm sườn cho người vợ bé, đúng không? Ừ, anh đang đầu tư, anh đầu tư đó thất bại rồi gì bắt vợ lớn chịu được, tiền đó là tiền con vợ bé nó ăn, bây giờ bắt vợ lớn là xuất tiền nhà ra để trả để chuộc lại giấy tờ xà lan. Thì tôi hỏi quý vị về cái tâm lý người phụ nữ nếu mà trong cái giai đoạn đó người ta bức xúc hơn rất nhiều so với là anh xin 200 ngàn,
đúng không? Mà giai đoạn đó cũng là để yên cho anh, giai đoạn đó cũng tránh có một vấn đề gì xảy ra để mà xin cả hai thêm 200.000 nữa. À, mà anh kể như là bảo rằng hai vợ chồng vì vấn đề này về kia mà cãi nhau. Đấy, đây là một trong những cái mà cảm thấy rất buồn cười. Cãi lộn qua lợi luôn mà chứ không có tật gì á. Đậu cho anh qua cậu đó lên tới 5 chiếc xà lan em buôn chi một chiếc với 4 chiếc. Vợ em la, chồng chân em mới cỡ với xà lan, em mới mở cho em đi. Nói cho vợ chồng cái lộn mà gì thôi đợi nói mày nhảy em đẳng đẳng la ông chồng chứ. Em nhẹ em mới đi, đi là mở dây xà lan đứng chạy lên cho mấy đó chứ tổng á, chứ không phải tận đây nữa. Dạ. Rồi vợ em ra nói mới cần mua lên chạy tụ tập ăn nhậu của chị nữa. Dạ. Thấy vợ em đưa tiền rồi em thấy vợ em nói em cũng lấy đặt cái bao cháu. Chạy ngang đây là cúp đậu cho đem đậu luôn á. Dạ. À, thưa bà con ha. Tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần chưa thấy các thức phim nào Tuấn nó trả nợ trên. Lấy 1 triệu trả nợ, trả cho ai? 4 chiếc xà lan bên cạnh là 4 chiếc của ai? 4 chiếc xà lan đó là một trong những cái nghi vấn rất quan trọng. À, 4 chiếc xà lan đến bây giờ nó thật sự ra hình như là cái là check in khi mà xảy ra cái sự việc mà chị Hà nhảy xong nhảy đồ đó. Thì check in rằng khi mà cái thông tin này mà lên đó, thì ít ra cũng phải có người lên tiếng rồi. Một người chị tại Vĩnh Long mà Tuấn cũng từng chở hàng cho chị cũng đã lên tiếng rồi. Chị cũng đã khẳng định những cái gì cần thiết rồi quý vị. À, mà tại sao là 4 chiếc xà lan bên cạnh mà đậu cùng với Tuấn mà lúc mà chị Hà nhảy đồng đỏng lên theo lời Tuấn nói đó, tại sao 4 chiếc xà lan này đến bây giờ thà 1-2 chiếc, một chiếc thì người ta nói ừ bây giờ cái như là thâu chuyện của gia đình nó thì để cho nó lo mình không lên tiếng, nhưng lần này là 4 chiếc quá vậy, 4 chiếc mà không thấy chiếc nào lên tiếng, không thấy ông chủ xà lan nào cả như là phát ngôn cho vấn đề này cả, đúng không? Thì mình đang hỏi rằng cái vấn đề 4 chiếc xà lan đó là của ai? Có phải nằm trong tập đoàn hay là cái 4 chiếc xà lan này bây giờ họ sợ cái uy lực của tập đoàn họ không dám lên tiếng? Thà 1-2 chiếc mà nói ừ cái vấn đề 1-2 chiếc nhiều lúc người ta không để ý. Đằng này là đậu cùng lúc là 5 chiếc. 4 chiếc với chiếc của Tuấn nữa mà hai vợ chồng cãi nhau đến mức mà cả như là người vợ phải nháy xà lan tự giận. Có nghĩa cãi nhau khủng khiếp, cãi nhau ghê lắm. Đó. Cãi nhau mà Tuấn bảo rằng chị Hà nhảy đồng đẫm cơ mà. Đó, mà đến bây giờ bà con ha, biệt vô âm tính không có một cái như là một cái lời chia sẻ nào của những người này. À, thì 4 chiếc xà lan này có phải là 4 chiếc xà lan cả như là người ngoài hay là 4 chiếc xà lan nằm trong tập đoàn. Đấy, rồi Tuấn nhậu trên xà lan là nhậu với ai? Đấy. Chẳng lẽ bây giờ Tuấn nhậu một mình? Tuấn lấy tiền chúng trả nợ trả cho ai? Thế chẳng lẽ bây giờ bà con thấy rồi Tuấn chạy ra ngoài sau rồi Tuấn cúp đầu lại Tuấn đậu ở đó luôn. Đấy. Thế là lúc nào mày đi trả nợ? Trả nợ cho ai? Đấy. Trả nợ cũng phải lên bờ trả nợ chứ, trừ khi là chủ nợ có mặt trên xà lan thì Tuấn mới trả nợ cho chủ nợ đó. Đấy. Chứ còn cái chi tiết mà nửa ly bia quý vị, tôi vẫn nhớ mãi cái chi tiết nửa ly bia của bà Nam bà đó. À, trả nợ 800 ngàn và nửa ly bia trên xà lan. À, lúc bà Nam bà xuống bà phát hiện. Thì tôi hỏi bây giờ nửa ly bia đó là của ai? À, nửa ly bia đó là cái bà Nam bà kết luận là của chị Hà. Nhưng kết luận một cách suông suông, một cách khơi khơi chứ không có một cái gì để mà kiểm chứng. À, kết luận mang chắc theo ý kiến chủ quan của bà Nam là nửa ly bia đó của chị Hà. À. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi đang suy nghĩ có khả năng nửa ly bia đó là của cái anh chàng mà trúng nợ của Tuấn cũng nên. Đúng không? Bà Năm bả được quyền nghỉ là của chị Hà, có được quyền nghỉ của bạn của Tuấn hoặc là của chủ nợ của Tuấn. À, chứ còn Tuấn á, nó nói là ly bia nó còn lại nó vô nó uống hết rồi. Ly bia của Tuấn là nó uống hết rồi. À, nhưng mà nó uống hết rồi nửa ly bia ở đâu trên xà lan mà để bà Năm bả xuống. À, bà không có kiểm chứng, không có đồ bà quốc một câu đó là của chị Hà. Thì mình được quyền là nghỉ của người khác, của chủ nợ thằng Tuấn. Chứ hỏi rằng Tuấn lấy 1 triệu trả cho ai quý vị? Lấy 1 triệu bây giờ trả cho ai mà trăm cuối còn 200 ngàn. Đúng không? Đó, anh chưa có một cái mốc thời gian nào. Ừ, à, lúc đấy vợ em cả như là đưa tiền rồi em lên bờ em trả nợ người ta rồi xuống em cái thế này khác. Có nghĩa anh kể một câu chuyện về bản thân ảnh mà cái anh trường tình lại một cái sự việc mà xảy ra từ đầu đến đuôi thì mình xem đi xem lại xem rất nhiều clip không có chi tiết nào mà Tuấn trả nợ chứ. À, không có cái thước phim nào mà Tuấn thể hiện ừ em bữa đó em đi trả nợ người A người B người C
rồi quay về rồi vợ nó cự nữa rồi coi như là em thế này khác, có nghĩa chi tiết đó mình chưa nghe đó, thì trả cho ai ngoài cái anh chủ nợ mà có mặt trên xà lan thì không biết trả cho ai đấy. Rồi Tuấn nhậu với ai, cái này chi tiết này cũng là một trong những ẩn số đó. Nhậu với ai mới là còn nửa ly bia đấy, nhậu với ai mới còn một ly bia em vô em uống nốt chứ đấy. Chứ còn không nhậu với ai mà tự nhiên một mình thằng Tuấn thì coi như là nó uống mất chi mà nó uống hai ly, một mình nó thì một ly thôi, đúng không? Một mình nó mất chi mà nó uống hai ly mà để lại nửa ly cho bà Nam xuống, bà thấy bản thân nó cũng khẳng định là còn một ly bia cuối cùng nó uống rồi, bà Nam thấy ly bia đó ở chỗ nào.